Lại một mùa hè nữa lại đến và cái nắng nóng của nó làm cho cơ thể rất nhanh mất nước và trở nên suy nhược. Vì vậy, bổ sung đủ nước là điều quan trọng nhất. Bên cạnh nước lọc thông thường, các loại nước ngọt cũng rất được ưa chuộng. Tuy nhiên, nạp quá nhiều đường hóa học từ nước ngọt vào trong cơ thể quả thật là không tốt. Vì vậy, những loại thức uống giải nhiệt có thành phần tự nhiên cũng là biện pháp tốt để bổ sung dưỡng chất cho cơ thể và cực kỳ an toàn cho sức khỏe. Hôm nay thì bạn hãy cùng Blog ẩm thực và bếp thực hiện ngay 12 loại nước uống giải nhiệt mùa hè ngay bây giờ nhé. Nước ép rau má, thức uống giải nhiệt mùa hè số 1. Từ lâu thì nước rau má đã được xem là nước uống giải nhiệt vô cùng hiệu quả. Nguyên liệu cực kỳ đơn giản, chỉ là bó rau má tươi, nước lọc, một ít đường cùng với vài viên đá là bạn đã có ngay cho mình món thức uống bổ dưỡng này rồi. Uống giải nhiệt cũng là biện pháp tốt để bổ sung dưỡng chất cho cơ thể nữa đấy. 2. Giải nhiệt mùa hè với nước nha đam đường phèn. Nha đam đường phèn là thức uống giải độc cơ thể, lại còn giúp làn da tươi sáng. Ngoài ra, nha đam còn rất tốt cho sức khỏe, chữa bệnh huyết áp, xơ gan, béo phì. Mùa hè mà được thưởng thức một ly nước ép nha đam mát lạnh với miếng nha đam dai giòn, sật sật cùng vị ngọt của đường phèn hòa cùng với lá dứa thơm thơm thì còn gì bằng. Bạn có thể thêm đá hoặc là cho vào ngăn mát tủ lạnh trước khi thưởng thức, giúp ly nha đam trở nên ngon hơn rất nhiều đó nhé. 3. Nước ép dứa, nước uống thơm ngon giải nhiệt mùa hè. Dứa là thực phẩm giàu dinh dưỡng, giúp giải nhiệt, đẹp da, chống viêm, tốt cho tim mạch. Cách làm nước ép dứa vị chua ngọt, giải nhiệt ngày nắng nóng có thể thực hiện ngay tại nhà vô cùng đơn giản. Ly nước ép dứa mát lạnh hòa quyện với vị chua chua, ngọt ngọt của dứa cùng với độ giòn giòn, sực sực của hạt chia hòa cùng với hương thơm của nước cốt chanh tạo nên món thức uống vô cùng tuyệt vời dành cho bạn. 4. Giải nhiệt mùa hè cực nhanh cùng nước ép bí đao. Mọi người truyền tai nhau rằng nước ép bí đao là thần dược làm đẹp da, giảm cân, hơn nữa còn có công dụng tiêu độc và mát ruột. Dùng để giải nhiệt trong mùa hè rất tốt, cách làm lại rất dễ dàng. Ly thức uống không những thỏa mát phần nhìn mà hương vị cũng rất là thơm ngon. Vị thanh của bí đao, vị chua của chanh hòa cùng với mật ong dịu nhẹ. Nghe đã thấy thèm rồi phải không nào? Còn chần chờ gì nữa mà không thực hiện ngay bạn nhé. 5. Nước đậu xanh, thức uống giải nhiệt mùa hè đơn giản, dễ làm nhất. Đậu xanh có vị ngọt, tính lạnh, giúp thanh nhiệt, giải độc. Là thế, cách làm lại vô cùng đơn giản, chỉ cần nấu đậu xanh đã ngâm trước đó cùng với nước khoảng 15 phút là bạn đã có ngay một ly nước đậu xanh thơm mát rồi, để giải nhiệt trong mùa hè này rồi. Khi nấu có thể cho thêm một ít lá dứa để tăng thêm mùi thơm hấp dẫn cho món uống này nhé. 6. Giải nhiệt siêu tốc với nước ép dưa leo. Dưa leo là một loại rau củ bốn mùa quen thuộc, dễ tìm kiếm mà giá cả lại phải chăng. Tuy nhiên, loại quả 99% là nước tay lại có tác dụng giải nhiệt vô cùng tuyệt vời. Nước ép dưa leo một khi đã uống thì khó mà có thể từ chối được vị hương tươi mát của dưa leo. Cùng vị bạc hà thơm đọng lại nơi đầu lưỡi chắc hẳn sẽ khiến bạn cứ muốn uống mãi mà thôi. 7. Nước ép thanh long đỏ, thức uống giải nhiệt cực tốt cho sức khỏe. Thanh long là loại trái cây nhiều nước giàu vitamin C, B1, B2, B3 và các khoáng chất thiết yếu như là sắt, canxi, phốt pho, rất thích hợp dùng trong mùa nóng để thanh nhiệt, giải khát. Thanh long gọt vỏ, thái miếng, cho vào máy ép lấy nước, sau đó thì rót ra ly, cho thêm đường và đá viên vào. Trang trí theo sở thích là bạn đã có ngay một ly nước thanh long mát lạnh, thơm ngon rồi đấy. 8. Trà chanh, loại nước uống giải nhiệt mùa hè truyền thống. Trà chanh là một món đồ uống mà ai ai cũng biết, vì vậy không thể thiếu trong danh sách các loại nước uống mùa hè giải nhiệt được. Chỉ một chút đường, một quả chanh và vài viên đá là bạn đã ngay lập tức lấy lại sức lực trước cái nắng nóng đổ lửa này rồi. 9. Trà nhãn, thức uống thơm mát giải nhiệt mùa hè. Nhãn cũng là một loại quả cực kỳ ngon trong mùa hè này nha. Ngoài việc ăn nhãn tươi, bạn có thể kết hợp nhãn với trà là món đồ uống giải nhiệt vô cùng thơm ngon. Một ly trà nhãn ngọt dịu, thanh mát sẽ giúp bạn giải nhiệt tức thì, quên ngay cái nóng bức khó chịu của mùa hè. 10. Đánh bay cơn khát giải nhiệt cùng với trà chanh dây. Trà chanh dây là một trong các loại nước uống giải nhiệt mùa hè khó có thể nào bỏ qua. Ly trà chanh dây mát lạnh sẽ là món đồ uống mà những người mê đồ chua yêu thích. Vị chua chua thanh mát của chanh dây hòa quyện với vị chát của trà sẽ làm ra một món đồ uống không ai có thể chối từ. 11. Nước ép xoài, nước ép ngon giải khát cho ngày hè nóng nực. Việt Nam là một quốc gia nhiệt đới, bởi vậy mùa hè là thiên đường của các loại hoa quả. Vì thế đây chắc hẳn sẽ là mùa thiên đường cho các loại đồ uống làm từ hoa quả,
như là nước ép sinh tố rồi. Nước ép xoài thì thơm ngon, rất dễ làm, không hề mất công, mất thời gian, sẽ giúp bạn có ngay một cốc nước ép giải nhiệt ngày hè ngon tuyệt đó nha. 12. Nước ép dưa hấu. Thứ nước uống giải nhiệt không thể bỏ qua. Dưa hấu là loại quả khá phổ biến quanh năm, và mùa hè có ngay một cốc sinh tố dưa hấu tươi ngon thì chắc chắn sẽ khiến ai cũng thỏa mãn vô cùng. Vì vậy, nước ép dưa hấu không hề kém cạnh trước các loại nước uống giải nhiệt mùa hè khác đâu nha. Trên đây là gợi ý về những thức uống giải nhiệt mùa hè mà blog ẩm thực muốn chia sẻ đến bạn. Những loại thức uống này không những mát lạnh, sảng khoái, bổ sung nước trực tiếp cho cơ thể mà còn vô cùng tốt cho sức khỏe của bạn và gia đình nữa đấy. Vì vậy, hãy bắt tay ngay vào thực hiện một ly nước uống ngon nhất lách nào. Các bạn thấy những món ăn ngon mà blog ẩm thực vừa cung cấp như thế nào? Có thể để lại bình luận ở bên dưới để chia sẻ nhé. Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và theo dõi ủng hộ kênh. Các bạn có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn vào video ở bên trái và bên phải của màn hình nhé.